giá về cái phong độ của các vận động viên hôm nay ạ, thì anh có hài lòng về cái thành tích mà các vận động viên đã đạt được Với cái chưa? thành tích của đội nữ thì bản thân tôi rất là hài lòng. Các em cũng đã thể hiện được hết cái khả năng và rất là cố gắng. Nhưng mà trong cái thi đấu đối kháng thì nó rất nhiều cái vấn đề và Nói phải có đủ cái bản lĩnh và có một chút may mắn. Nhưng mình hôm nay như thế này cũng đã là một cái thành công đối với đồng đội nữ. Ừ, thưa anh, hôm qua thì vận động viên của mình đã có vấn đề về tâm lý, thì hôm nay thì sức ép khán giả rất là nhiều, thì vận động viên mình có vấn đề gì không? Chắc chắn là mình Thế bắn trên với thế chủ này nhà phải thì có bao giờ gương mình này gì? cũng kém lợi thế hơn, vì cái áp lực tâm lý rất là quan trọng. Ừ, sắp tới mình có những cái hy vọng gì nữa không anh? Ngày mai mình còn cái đôi nam nữ và nội dung cung một giây cũng rất nhiều cơ hội. Cho em hỏi một câu được, cái cung thủ số 1 của chúng ta là Nguyễn Tiến Cương thi đấu 2 ngày hôm nay dường như là chưa là đúng sức của anh ta, thì anh có thể lý giải vì sao không ạ? Không, thực ra cái nói là đúng thực lực hay không thì rất là khó, vì là nó là nội dung thi đấu Thế đối chắc chắn kháng. Thì quan trọng là khi mà anh bắn là anh phải giữ được bình tĩnh và thắng bản thân. Còn cái chuyện thắng thua của những môn đối kháng là chuyện hết sức bình thường.